Chào bà con đến với kênh Miệt Vườn Bến Tre. Sáng nay thì đoàn có đến một cái vườn dừa để xem những người nông dân ở đây, người ta sẽ đếm dừa cùng với những người thương buôn là mua dừa về làm giống nha, và mình coi cái cách người ta vận chuyển ra ngoài lộ lớn như thế nào ha. Bà con, dừa dứa thì nó có hai giống nha, dừa dứa Thái và dừa dứa Việt. Mình trồng khoảng 2 năm tuổi thì bắt đầu cho trái. Thường là mình trồng ở mấy cái địa phương như Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, như Bến Tre thì trồng dừa nó sai quả hơn và nó mau có trái hơn, khoảng 2 năm rưỡi là bắt đầu cho trái nha. Mỗi một cây dừa như vậy một năm là nó sẽ cho từ 15 buồng. Thường là một cho một buồng như vậy, mình còn gọi là một chùm á, thì nó khoảng 10 đến 11 quả ha. Mỗi năm thì nó mỗi cây dừa là cho khoảng 220 quả. Thì trung bình là như vậy. Càng đông thì quả càng nhỏ. Thì đó là lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta xem lựa dừa nha quý vị. Thì dừa xuất khẩu có thể làm bánh ha, cái loại dừa trái lớn ha, còn cái loại trái nhỏ thì người ta sẽ gạt ra để người ta làm cái dừa giống trồng lại sau này ha. Thì khi mà mua về người ta sẽ cho ngấm nước và người ta sẽ cắt một phần cái mặt của trái dừa ở trên gần đầu á. Thì người ta ủ trong mụn dừa khoảng 1-2 tháng thì nó sẽ cho cây con, rồi bắt đầu làm bầu rồi bán ra thị trường. Và mỗi một lần bán như vậy thì cái giá trị của mỗi trái dừa nó sẽ tăng gấp 6 lần cái trái ban đầu khi người ta nhập vào người ta bán. Người nông dân thì làm sao? Trong vấn đề hao hụt dừa là một cái vấn đề khó, rất là nan giải ha. Ngoài ra thì còn cái vị trí của cái miếng vườn so với cái ở gần ngoài đường lộ hay là gần sông hay không. Nếu mà gần những cái nơi đó thì người ta sẽ bán được giá cao hơn. Thứ hai là đường xá, nếu mà ở trong vườn thì mình phải vận chuyển ra, mất nhân công này kia, mình bán nó sẽ rất là thấp. Mình thấy cái con đường nè, đó nó nhỏ xíu vậy nè đó, thế là mình phải chở bằng xe máy ra ngoài ha. Mình chở bằng hai cái giỏ sách mang ra ngoài được đến gần ở ngoài đường lớn thì mình mới là đưa lên xe tải hoặc xe qua lâm. Thì thường là nếu người ta mua ở địa phương xa thì người ta sẽ mua bằng xe tải ha, mình chở được số lượng lớn, còn không thì mình chở bằng xe qua lâm với số lượng nhỏ, khoảng vài trăm trái cho đến 700-800 trái. Đó. Mình sẽ gặp hai cái phương tiện mà đi ngược chiều thì như vậy thì mình phải né một phương tiện, một phương tiện phải dừng lại để tránh. Đó, vấn đề là như vậy. Nói là về cái tuổi thọ cây dừa thì cây dừa nó cho trái khoảng 20 tuổi, quá cao thì năng suất sẽ giảm, mình sẽ cắt xuống và trồng lại cây dừa mới. Thì thường là trước khi nó đạt 20 tuổi thì mình phải đốn cây, tức là mình cây khoảng 17-18 năm tuổi mình phải trồng lại cây mới quý vị ơi. Đó là lý do mà tại sao mà người ta mua cây giống là như vậy, để người ta trồng ở các cái địa phương khác. Thì hiện nay theo tôi được biết thì ngoài tỉnh Bến Tre, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Kiên Giang người ta cũng bắt đầu trồng thử nghiệm để cũng cho cái năng suất cũng khá cao. Thì cái dừa này cũng dễ thương. Những địa phương khác thì có thể trồng 3 năm thì bắt đầu cho trái. Đặc biệt là mình thấy là hiện nay nông thôn Bến Tre và những cái con cung đường nó cũng mở rộng rồi ha. Nhà nước cũng đang làm đường mới nè. Đó, bây giờ mình ra tới cái xe ô tô. Đó, mình sẽ đưa cái dừa lên. Ở đây thì đường xá nó cũng rộng rãi rồi, đi cũng khỏe rồi. Đó. Thì ô tô tải người ta đậu khuất trong đó để người ta đưa dừa lên để mình vận chuyển về cái nơi mà người ta làm dừa và phân loại ra để một lần nữa người ta xuất khẩu hay là người ta làm giống ha. Đó cũng là lý do tại sao quý vị thấy là một chiếc xe cổ điển như xe của tôi vẫn còn được sử dụng ở Việt Nam. Đó là lý do mình để mình vận chuyển những cái hàng hóa như thế này, hàng hóa nặng mà mình chở bằng xe SH thì đâu có được quý vị, và xe Vario đắt tiền thì đâu được, cho nên mình chở bằng những cái chiếc xe cùi, xe của Nhật, về tuổi thọ của nó rất là bền ha. Đó, thấy không quý vị, rất là tiện dụng, mình tận dụng tới cuối cùng luôn. Rồi, tạm biệt bà con tại đây nha.